Come in!
số danh. Hãy luôn cái phong trì màu vàng luôn nha mấy bạn. Mấy bạn nào đã like tôi trước cái phong trì màu vàng luôn. Quay dưới kìa.
chúng tôi xin mời quý ban giám khảo viết một bài ổn định vị trí để chương trình lễ khai mạc bắt đầu. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với lễ khai mạc Top Show lần 7 năm 2015 được tổ chức tại nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm mục đích liên kết, hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ những người nuôi chó giống tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc phát triển nhân giống, bảo tồn các giống chó quý hiếm, đồng thời giới thiệu những hình ảnh các giống chó thân thiện đến với mọi người. Đó là lý do của buổi lễ khai mạc cuộc thi chó giống Top Show lần 7 năm 2015 sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị thành phần đại biểu tham dự. Về phía đại biểu, khách mời có sự hiện diện của ông Cao Minh Kim và Huỳnh Thị Lan Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam. Ông Trương Phạm Quốc Đại, đại diện chính quyền địa phương. Và ông Trương Kim Quang, đại diện công ty Smart Hết, nhà tài trợ chính của chương trình. Về phía ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Ngọc Dũng, trưởng ban tổ chức cuộc thi chó giống Top Show lần 7 năm 2015. Chúng tôi nồng nhiệt đón chào toàn thể quý quan khách đã đến tham dự lễ khai mạc ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời ông Hồ Ngọc Dũng, trưởng ban tổ chức cuộc thi chó giống Top Show lần 7 năm 2015 lên phát biểu tuyên bố khai mạc. Kính thưa quý đại biểu quan khách, thay mặt ban tổ chức tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị quan khách, quý vị quan giám khảo đến khai mạc buổi lễ cuộc thi chó giống Top Show lần thứ tư năm 2015. Được sự cho phép của ban nhân thành phố, sở văn hóa thể thao thành phố, hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam phối hợp cùng nhà tập luyện thể thao Phú Thọ tổ chức cuộc thi chó giống Top Show lần thứ tư năm 2015 vào hôm nay 3 tháng 10 năm 2015. Cuộc thi Top Show lần này nhằm mục đích liên kết hỗ trợ các sự giúp đỡ của câu lạc bộ, các hội nhóm, cá nhân những người nuôi chó giống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước, đồng thời giới thiệu hình ảnh con chó giống quý đẹp thân thiện đến với mọi người. Thay mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi chó giống Top Show lần thứ tư năm 2015. Một lần nữa xin gửi lời chào toàn khách. Xin cảm ơn. August Benedict Stenkoff, ông Alan Bendit và ông Mr. Lucon Vett, Mr. Alex Infantry cùng những giám khảo và trọng tài Việt Nam là ông Nguyễn Minh Khang, ông Phạm Trung Kim và ông Nguyễn Minh Khoa. Chúng tôi chúc mừng cuộc thi thành công lúc của trận. Cảm ơn ông Dương Kim Quang. Kính thưa quý vị, đại biểu và quý quan khách, lễ khai mạc Top Show lần 7 năm 2015 đến đây là chấm dứt. Và sau đây xin phép bàn giao lại cho bộ phận ban giám khảo để thi Top Show.
Lina F1 Quang Đại số báo danh 34, Tranh số báo danh 35, Nè Phong 2 số báo danh 37. Go, 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 go.
chó nè. Khi nghe ba con mình ấu trùng sẽ gì? Khi các con cảm một chút ấu trùng sẽ gì? Thì có thể thì có sự đâu, cái thằng nó chứ đâu.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đông nhưng mà còn thời gian thì thấy rồi, 20 giây nữa.
xuống cái này trong đây, đây đây rồi rồi. Dạ lên con. Dạ con có nghe nó chạy lên em. Vâng, đưa lên cân đòn. Cách cân đòn. Trời ơi, dương dương, kéo lên chúng tôi. Kéo lên, 1, 2. Trời ơi, vẫn chưa được. Vâng, như vậy là một phần quà, một quả rất chứa đầy rất nhiều. Và hy vọng là chiều nay con quay lại chi tiết nha. Con ấy không sao ạ. Rồi, con thì sao, mọi người ghế đúng không? Lúc kế dễ không, hiểu không? Kế trước lại nha, mình ném 2 lần, mình ném 3 lần. Lần nào có tâm ở đây mình sẽ được 2 gói. Mình ném như vậy mình sẽ được 1 gói thôi. Dù 3 phút đi mình được 1 gói thôi, ok ha. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, 1, 2, 3. Canh vô, canh vô. 1, 2, 3. Mạnh quá. Nhẹ nhẹ, 2, 3. Em trời ơi, chưa. Cô tại nhà Smart. Vâng, xin cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, và buổi chiều nay sẽ có chương trình này nữa à. Xin mời tất cả các chị cùng quay lại nhà hàng Smart trong chiều nay luôn nhé anh chị. Vâng, xin cảm ơn cô rất nhiều. Các bạn cảm thấy xin thương, cảm thấy rồi, đúng rồi. Bỏ vào khu mình cô nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Thank you.
Cái mông nó, cái mà đút cái hộp vô là đẩy liền vô hộp luôn. Không được gì nó đẩy liền.
Chó hành gì đó cũng có đen đó, có đen cũng chung cái đám này. Đen mà em nó bự đó, đó. 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 Gớt lên chỗ này. Đâu có đi chung mà, nó con đen luôn mà. Có đâu có đen không phụ, có thấy không? À, con đen của thằng trong nó làm, nãy nó làm. À, à. Đang đứng sau của nó là thành gì rồi. Thank you.
mang đi phát đi. Nó này lớn lắm rồi, đủ to lắm. Chào anh, chào anh, chào. Lập hả? Lập là đứa thành nè. Không, Lâm á. Lâm hả? Thì nó cùng lớn mà. Dạ. Bắt đầu là quay gì đâu. Thank you.
lấy gì nào châu nói đi là chết luôn. Thì em còn lấy gì chơi nè, có châu nói chắc đi ăn rồi này xoẹt mà đây có bốn mấy ký nữa này hơn.
Tôi nghĩ cái nhà được mèo dài cái đầu tiên đi về. Có nài đàng hoàng luôn. Tắm nhà. Mấy cái đốm á lòng nó càng mình nổi lên. Giờ chị thấy không chiều nó chỉ hướng miệng một hai nó bắt cái xíu là cũng hên lời cái số từ cái tốt trọng ba chuồng gà lông ba chuồng là gà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ anh để ba lô đổ nước nghe nè. Thank you.
Thank you.
Hey!
Thank you.